Chiều nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trực tiếp truyền đạt nội dung. Dự hội nghị có Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng cán bộ chủ chốt thành phố. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã thông tin nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đây là hội nghị giữa nhiệm kỳ đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những chủ trương quyết sách lớn, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13 để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng, lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa 13 và một số nội dung quan trọng khác. Đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố cũng đã được Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình thông tin đáng chú ý về tình hình thời sự quốc tế và trong nước. Đáng chú ý là bối cảnh kinh tế thế giới và nỗ lực từ trong nước với những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh từ đầu năm đến nay, các vấn đề về xung đột trên thế giới, về kết quả công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua và một số định hướng lớn thời gian đến.